Tiếp tục cập nhật vụ việc Trung tá Đặng Đình Đoàn là Phó trưởng Công an Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tắt cô gái ở tiệm tóc và chỉ đạo bắt giữ người trong đêm, gây xôn xao dư luận. Và ngày hôm nay, theo thông tin mà phóng viên chào buổi tối nắm được, ông Đoàn đã bị Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng ký quyết định thi hành kỷ luật. Theo đó, Trung tá Đặng Đình Đoàn bị cách chức Phó trưởng Công an Phường và cho thôi phục vụ trong lực lượng Công an Nhân dân còn đối với Trung úy Trịnh Việt Hoàng, cán bộ công an phường Sông Bằng là cán bộ trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, đến hiện trường theo sự chỉ đạo của Trung tá đoàn, nhưng không có hành vi xô sát đánh người. Khi sự việc xảy ra, đã can ngăn Trung tá đoàn và sau đó đã chủ động báo cáo sự việc với cấp trên, nên không thi hành kỷ luật và yêu cầu kiểm điểm phê bình trước toàn đơn vị. Đây là bài học kinh nghiệm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an trong việc thực hiện quy trình công tác và thái độ ứng xử với nhân dân công an thành phố cao bằng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với trung tá đoàn và bác sĩ nguyễn văn mạnh về hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác và hành vi xúi dục kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác